Sau khi thiết lập thêm hai cửa ngõ được bố trí test nhanh COVID-19 cho tài xế, đến nay tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ đã được giải quyết. Bên cạnh đó, nhờ việc nhanh chóng thiết lập hình thức xét nghiệm nhanh cho tài xế, vào ngày 23 tháng 8, các lực lượng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một tài xế chở hàng từ Đà Lạt dương tính với SARS-CoV-2 vào thành phố bỏ hàng. Hiện tại, bên cạnh 3 chốt kiểm soát dịch được thiết lập trước đó, thành phố Đà Nẵng bố trí thêm 2 chốt là chốt khu công nghệ thông tin tập trung trên đường tránh phía Nam Hầm Hải Vân thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và chốt tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mai Đăng Trơn thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, 100% người trên các phương tiện vào thành phố sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Tất cả chi phí xét nghiệm đều được miễn phí. Theo tôi nghĩ thì cái vấn đề mà Đà Nẵng làm như vậy là cũng quán triệt được cái đầu vào. Hình như tôi thấy tất cả đầu vào, tất cả tài xế đều qua đây đều qua là xét nghiệm test nhanh rồi mới vào thành phố, thì cảm thấy nếu mà cái mầm bệnh từ bên ngoài thì nó đi vào thành phố rất là khó, mà bên trong thành phố thì sẽ phát hiện được và có cách xử lý, thì tôi thấy Đà Nẵng làm cái biện pháp này rất là tốt. Anh làm bên vận tải thì tài xế thì ra vào nhiều nguy cơ thì nó nguy cơ lây nhiễm nó còn cao hơn những người khác. Vì mỗi lần đi về thì mình nếu mà test xong có kết quả thì mình vẫn yên tâm, mình để mình về nhà, về nơi công ty để mình làm việc, mình yên tâm hơn. Sau khi mở thêm 2 chốt test COVID-19 mới, lượng xe trung bình vào thành phố Đà Nẵng đã chia đều tại các chốt, cơ bản không bị ùn ứ. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại 5 chốt đã tiến hành phân luồng từ xa để đảm bảo bố trí giãn cách, không tập trung đông người. Tầm kiểm soát em một khi mà test nhanh thì tầm trung bình từ 25 đến 10 phút một trường hợp, thì nên cho nên là lưu lượng phương tiện nó tập trung lại rất là lâu. Cho nên chúng ta cũng có triển khai phương án là phân luồng từ xa từ Giáp Ranh Quảng Nam cho đến địa phận của mình là cấp ra từng xa từng đoạn. Còn những tài xế nào mà test rồi không khi chờ kết quả thì chúng tôi đưa lên những đoạn đường vắng hơn để mà chờ đợi trong vòng 25 đến 10 phút để mà khi nào có giấy thì chúng ta cho đi. Đối với những trường hợp dương tính sẽ được cách ly tạm thời, vận chuyển đến trung tâm y tế để cách ly và xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp real time PCR. Hiện tại, ở các chốt kiểm soát liên ngành, lượng phương tiện được điều tiết hợp lý, không xảy ra tình trạng ùn tắc.